buồn mà con xếp lên này là tiền. Thôi cô ấy cũng nó về đi chứ nó đang ăn chứ mai chứ xong rồi thì nó cô bán
xin lỗi quý vị nha, cho lớp mình có một bạn bị té dí, té dí mà nó buồn như vậy, tôi đâu nghĩ cô mình đi cô. So
sau influenzalon là cung trứng. Cho nên chúng ta thường hay dùng các thuốc tổng hợp thì hơi nóng, và qua tổ qua sử dụng vitamin đi, có thuốc này không có nóng cộng thêm là điều được cả ổ trứng của cung sau. Thì quý vị còn một sản phẩm nữa quý vị rất là quan tâm, đó chính là sản phẩm Bitzer. Ta đi mua có sân dụng ngay, thuốc chỉ sâu chỉ khớp nhận thầy, có ăn không thật rồi nhận tiền, hàng tốt chỉ nhận thầy sáu hàng chai, dùng bích sân cho ruộng lúa đầy bọc, cây trồng nắng hoàng, bích sân của ông, ruộng kiểu mọi thu. Kính quý vị, sản phẩm ta thấy có tên của xem giá là đi đi một xe và hai cái mới, hai cái công ty vừa đưa cho nông dân một hoạt động là một công ty tư nhân, nhưng là mỗi công ty tiên phong về các mặt hàng mới. Những mặt hàng mới thì công ty đưa vào công ty đổi mới nhiều ca chúng ta nói tốt, hai sản phẩm này còn lại với nhau, nó phải tác động và có thể chịu được sau họ và vô cùng sâu đầy nhận. Nhưng mà nếu như mặt độ của con nhận cao thì có thể sẽ được cái sản phẩm đặc trị nhận được mang tên siêu nhận. Siêu nhận mình ra được. Thank you.
nhiều không? Ý không? Bây giờ nó thông thường cho lắm. Giỏi rồi, thấy không? Nêu cao tức là siêu nhận và cảm nhận. Lời nói thì tôi đi hãy là đạo lừa đau đau cái đang nói không được mà sao tôi nhận? Đó là lời. Cái sản phẩm này được giới thiệu bằng một cái điện lý, thì sản phẩm DNO này là
mình hát câu hát nguyện được. Hát được không? Hát được. Rồi đi tắm này. Trời ơi, thì nóng mà có mép rồi còn mặc thêm cái khăn bà cổ đi ra ở Đà Lạt. Tình chết đều mùa đông. Chết đều mùa đông. Cái con chết trước tức nó muốn chết mùa ngoài thì bà lại mặc tám đồ. Mình đã hát chung cái bài này. Đúng rồi, bài này bài piano này rất là quan trọng, là một cái sản phẩm sinh học để xử lý sâu và xử lý nấm mật mẫn mà không gặp với con người, nên chúng tôi đi đã dùng một điều lý cho cùng cô ấn tượng để giúp cho sản phẩm này. Trước khi mình hát piano mình sẽ hát cái điều lý đó chứ không có minh chương gì để triển khai không có minh chương gì mình thì khó rồi đó tôi với ông mà minh hồ như đức thị ca chung nha minh hồ như đức thị ca chung ca chung nhưng mà hơi bị mưa. Mưa gì? Mưa phùn. Mưa phùn gì? Mưa gì mà gian nhưng mà ta đứng ở bên kia. Khi thưa chị, trước khi hát bài piano có thể xin được hát nguyên danh bài hát mà trong cuộc tôi ấn quyền vì phải quý vị anh như đóng nha. Anh như hát gì nè? Nguyện em. Người ca của Hồng Tự luôn. Hồng Tự nào?